Kính chào quý vị và các bạn đến với kênh Hoàng Đức TV. Thưa các bạn, nhiều quốc gia trên thế giới có bản quyền phát sóng World Cup 2022 trong bối cảnh chưa đơn vị nào tại Việt Nam đứng ra đem giải đấu về phía khán giả cả nước. Ở nước Guardian cho biết FIFA thu về 1,85 tỷ USD tiền bán bản quyền World Cup 2018 và 2022 cho các đài truyền hình và đơn vị khai thác trên toàn thế giới. Con số này nhiều hơn gần gấp đôi so với những gì mà cơ quan bóng đá quyền lực này đạt được khi bán bản quyền trong thời gian năm 2010 tới 2014. Ở nước Mỹ là một trong những quốc gia đầu tiên trên thế giới sở hữu bản quyền World Cup 2022. Đài truyền hình hàng đầu của xứ Cờ hoa là Fox chi ra tới 425 triệu USD để phủ sóng các giải đấu lớn của FIFA kể từ năm 2015. Trong khi đó, đài truyền hình buôn đô trả 600 triệu USD để sở hữu những gì Fox có. Điểm khác biệt của Telemundo là sử dụng bản quyền truyền hình để phục vụ cho khán giả nói tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ, chiếm khoảng hơn 10% dân số đất nước này. Nhiều chuyên gia tài chính cho rằng Fox và Telemundo lỗ nặng khi đội tuyển quốc gia Mỹ không thể góp mặt tại vòng chung kết World Cup 2018 diễn ra tại Nga. Tháng 4 năm 2021, đài truyền hình quốc gia Italy là trai công bố quyền sở hữu phát sóng World Cup 2022 với mức giá 100 triệu euro tất cả 64 trận đấu sẽ được truyền hình trực tiếp miễn phí tới người xem. Được biết, FIFA chấp nhận bán muộn bản quyền phát sóng World Cup 2022 tại Italy vì các đài địa phương sợ Ayuri không thể góp mặt như 4 năm về trước. Dù vậy, đội bóng áo thiên thanh vẫn có lần thứ hai liên tiếp lỡ hẹn với ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới. Không giống Italy, Anh sẽ tham dự World Cup 2022 với mục tiêu rất cao. Tháng 6 năm 2014, BBC công bố họ cùng ITV sẽ đồng phát sóng ngày hội bóng đá lớn nhất thế giới vào năm 2018 và 2022. Con số mà hai đài này phải trả là 160 triệu bảng. World cấp được chiếu miễn phí trên các kênh truyền hình quảng bá ở toàn bộ lãnh thổ Anh, còn tại Trung Quốc sớm có bản quyền phát sóng World Cup 2022 từ cuối tháng 5 năm 2018 ông lớn Alibaba bỏ ra tới gần 156 triệu USD để mua bản quyền hai kỳ World Cup là 2018 và 2022, sau đó chỉ quyền khai thác cho các công ty như Yoku, Tencent hay Baidu. Giải đấu sẽ được phát trên sóng của đài truyền hình CCTV để phục vụ cho đất nước hơn tỷ dân. Tại Đông Nam Á cho tới lúc này, các nước chính thức có bản quyền phát sóng của cấp bao gồm Brunei, Campuchia, Indonesia, Malaysia, Philippines và Timor-Leste. Tất cả quốc gia này đều mua trực tiếp từ FIFA chứ không qua bên thứ ba. Trong đó, Brunei được chia sẻ bản quyền miễn phí từ công ty Astro của Malaysia. Bản quyền phát sóng của cấp 2022 không bán rời mà đi theo gói các giải đấu của FIFA từ năm 2018 đến 2022 với giá trị có thể lên tới 35 triệu USD. Việt Nam cho tới nay chưa có đơn vị nào chính thức công bố bản quyền cuối cúp 2022 ở thời điểm giải đấu chỉ còn chưa đầy 4 tháng nữa là khởi tranh. Công ty Intron Sport và Media đang chào bán tiền bản quyền lên tới 15 triệu USD tương đương 350 tỷ đồng. Con số này gấp đôi mức giá khoảng 7 triệu USD mà Việt Nam đã phải trả cho cuộc cấp 2018. FIFA xác nhận công nghệ mới sẽ được áp dụng để hỗ trợ tổ trọng tài xác định các tình huống việc vị tài ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào cuối năm nay ở Qatar. Quý vị và các bạn hãy để lại những bình luận của mình ở dưới video này. Hoàng Đức TV xin cảm ơn những bình luận của quý vị và các bạn. Và bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.